Rồi, hello, Trà Bò Hành Tính xin chào anh em. Em có mới về được một con bò đít muối à, em quay cho anh em xem á. Con này là con 3B. Cái màu nó y hệt nhưng 3B em của em là hai con y hệt luôn anh em. Anh em có bắt cặp thì xứng lắm anh em. Con này có chiều cao là 1,03 m anh em ơi. Đít nè. Chân nè. Chân cẳng thì sạch sẽ ok đó anh em, mới về em mới dội cho chân cẳng nó sạch sẽ, mới về chân trước nó nằm nó bị chốc cái lông hết trơn anh em ơi, nhưng mà không có kiểm tra rồi không bị bú khớp gì hết, không bị bú khớp gì em mới bắt nha. Tại vì nó nằm nó sẽ bị cái chuồng người ta, mỗi cái chuồng khác nhau á, cho nên là có những con nó sẽ bị chốc cái lông đó, mình từ từ nó ra lại không có gì nha. Con này có độ tuổi là 6 tháng anh em. Còn là 6 tháng rồi đó, đít muối mà tại vì nó 6 tháng rồi chứ nó không ấy đâu. Con này có giá của chạy của em là 21 triệu anh em ơi. 21 triệu. 1,03 m. Bò nó chích người dinh da nó cục rồi. Nè. Lưng mấy con bò này thì khỏi bàn cái lưng luôn, cái cổ bò này rút dữ lắm. Tốt dữ lắm, cổ tốt dữ lắm anh em. Thấy cái đít không? Đít đẹp lắm. Nè, cổ nè. Cổ rút lại chút xíu nè anh em. Thấy không? Cổ ngắn ngủn à. Cực kỳ ngắn luôn anh em. Cổ tay nhỏ gứt. Nè, chân cẳng em quay kỹ cho anh em nè. Đó. Xuống đạn nè. Chân cẳng đó. Mới về nó ăn gom anh em. Tướng đẹp lắm. 3B muối 21 triệu anh em. Đây. Cặp này á thì con kem này có chiều cao là 1m1. Lưng cổ này anh em thấy không? Cổ rất ghê không? Đó. Rồi với con muối tiêu này có giá là 45 triệu anh em. Cặp bò giá 45 triệu là 22 triệu rưỡi con. Thước là 1m1. Chân cẳng là ok. Còn lại có mấy con anh em ơi. Với con 3B này, 3B này thì nó y hệt như bò đẳng luôn anh em. Đít này, đít này dữ hơn đít đẳng nhiều luôn. Con này chiều cao là 1m1 luôn. Lưng nó nè. Lưng nó như thao mỡ rồi đó. 22 triệu anh em. 22 triệu á. Con này 3B 1m8 giá 2 triệu luôn anh em. Sáng giờ lâu bu lo lên bờ cho khách thì không có cho có cỏ, chiều nó mới có cỏ. Con này 1m13 giá 2 triệu rưỡi anh em. Bò được kem, kem vàng đầu trụi giá 22 triệu rưỡi. Bò đang rụng lông lớn, sức lớn rồi đó, 7 tháng tuổi anh em. Chân móng đẹp cực kỳ. Tất cả đều là giá tại chuồng anh em. Bò đẹp quá anh em ơi. 1m03 bò. Nhỏ bò nhưng mà đẹp quá. Cổ rút. Mấy đít miếu thì tướng khỏi bàn. Đẹp cực kỳ. Lưng như thao mỡ. Còn mấy này ba em đang dích bồi dưỡng cho nó nè anh em. Ba con bò 18 triệu rưỡi con nè. Chích cho nó bồi dưỡng. Chích Catosan nè. Mới chích xong ha, Catosan. Bồi dưỡng nha. 18 triệu rưỡi con. 1m2, 1m15, 1m15. Chân cẳng nè. Chân cẳng nè anh em thấy không? Chân là chân miếng bò này chân đẹp không á, chứ đứt da là khỏi ấy luôn á. Em vàng lắm, sát 18 triệu rưỡi con.
muốn chấm được lắm. Sườn cối này giá 21 triệu anh em. Còn mấy con anh em à? Bốn con, năm con, sáu con, bảy con, tám con, chín con, chục con anh em. Sáng này mới lên xe sáu con cho khách đó, khách ở Đồng Tháp đó, với khách ở Vĩnh Long đó. Rồi anh chị em có nhu cầu thì đến trại của em ha, trại bò Thanh Tính ha, ấp Tư Thành Phú, cầu Kè Trà Vinh. Số điện thoại là 0389047298 hoặc số điện thoại gặp trực tiếp em thì 0901212338. Em là trại bò Thanh Tính, trại em sát lộ lớn. Thì em có định vị sẵn trên Google Map, anh chị em có muốn đi thì mở Google Map lên bấm trại bò Thanh Tính. Em mua từ 3 con trở lên em sẽ bao giờ tới nhà ha, là khoảng độ khoảng là 100 cây số dịch về, còn trên 100 cây số thì chịu khó phụ tiền xe với em. Anh em mình giao trên đây cho nó rõ ràng ha anh em. Giá đồ em cũng báo sẵn cho anh em ha. Rồi ok, bây giờ em kết thúc video ở đây ha.